quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây là hội nghị đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, kết nối với điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhắc lại nội dung các nghị quyết, chiến lược liên quan đến ngành công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá công nghiệp văn hóa Việt Nam bước đầu phát triển và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Một số lĩnh vực dần vươn lên trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của người dân và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Mặc dù vậy, công nghiệp văn hóa chưa phát triển tương xứng tiềm năng. Nêu rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, phân tích bối cảnh tình hình, thách thức đặt ra đối với các ngành công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt 6 quan điểm trong phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa phải góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, kết nối các hoạt động sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật với sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hài hòa dựa trên đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng chỉ đạo các hiệp hội phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động làm giàu chính đáng, tuân thủ đúng pháp luật và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đối với cộng đồng doanh nghiệp thì phát huy tính năng động, sáng tạo, vai trò động lực của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh kết nối hợp tác cùng phát triển, đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, chủ động nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm dịch vụ, rồi xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nói không với tiêu cực, đề cao ý thức trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, rồi bảo tồn và phát huy bản sắc của văn hóa dân tộc. Khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan luôn đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện cho các chuyên gia hoạt động với đam mê sáng tạo nghệ thuật chân chính. Thủ tướng tin tưởng sau hội nghị này sẽ có động lực, khí thế mới để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.